Nói kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Bản tin hôm nay có những thông tin chính sau đây. Đại gia đãi tiệc ma túy ở Sài Gòn. Cán bộ địa chính xã bị bạn nhậu đâm chết. Đình chỉ điều tra vụ án với ông Kim Quốc Hòa. Truy tố nguyên chủ tịch Hội đồng Quản trị Ocean Bank Hà Văn Thắm. Sau đây là nội dung chi tiết. Ập vào căn nhà cao tầng tại khu dân cư Him Lam, quận 7, cảnh sát phát hiện hàng chục dân chơi nhảy điên cuồng trong bữa tiệc ma túy do đại gia chiêu đãi. Ngày 24 tháng 12, Công an quận 7, thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ gần 20 người để làm rõ hành vi tàn trữ và sử dụng ma túy. Trước đó, cảnh sát phát hiện nghi vấn ở căn nhà 3 tầng trên đường số 9, khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng. Hàng đêm có nhiều ô tô chạy đến đây đậu san sát. Chủ các xe ăn mặc rất sành điệu, đi nhanh vào trong rồi đóng cửa im bặt. Xác định đây là bãi đáp của nhóm dân chơi ma túy, rạng sáng ngày 23 tháng 12, trinh sát ập vào căn nhà này, bắt quả tang hàng chục nam nữ đang lắc giật điên cuồng trong các phòng cách âm. Họ nháo nhào có người vứt ma túy. Lực lượng chức năng thu giữ nhiều ma túy đá, thuốc lắc. 18 người trong bộ dạng bơ phờ, mất kiểm soát và 5 ô tô được đưa về trụ sở. Những người này cho biết thuộc hai nhóm người khác nhau. Họ được một đại gia chiêu đãi ở nhà hàng tại quận nhất, sau đó tiếp tục về đây tổ chức tiệc ma túy. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Cán bộ địa chính xã bị bạn nhậu đâm chết. Ngày 23 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án giết người đối với bị can Nguyễn Văn Điền, ngụ ở xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, khuya ngày 23 tháng 12, anh Nguyễn Hoàng Nhân, sinh năm 1977, cán bộ địa chính xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, rủ Điền đến nhậu tại một quán ốc ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Ngay khi đến quán, Điền và Nhân nhận điện thoại của hai cô gái cùng một thanh niên đến nhậu chung, sau đó cả nhóm đi hát karaoke và nhậu tiếp. Theo lời khai của Điền, sau khi nhậu ở quán karaoke, nhóm bạn về trước, Nhân kêu Điền đi tìm người để qua đêm, nhưng Điền không chịu. Tức giận, Nhân chửi. Sau đó lấy danh nghĩa là cán bộ địa chính, đòi đuổi cả gia đình Điền ra khỏi xã. Điền bực mình nên chửi lại. Khi Điền lấy xe, bỏ ra về, thì anh Nhân kêu lại thách thức, rồi đánh vào mặt Điền. Bị đánh, Điền rút dao, đâm Nhân 3 nhát, rồi lên xe tẩu thoát. Nhân chạy xe máy loạn choạng rồi ngã xuống đường. Được người đi đường phát hiện và đưa vào bệnh viện, huyện Hóc Môn. Cấp cứu sau đó chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115, nhưng Nhân tử vong trước khi nhập viện. Biết Nhân tử vong và khó trốn tránh nên Điền đã ra công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Với lời khai và các nhân chứng thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Điền về tội giết người. Vụ nổ súng làm 3 người chết, bắt tạm giam giám đốc công ty Long Sơn. Ngày 24 tháng 12, trao đổi với phóng viên, Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an, cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nghiêm Xuân Thiên Sửu, giám đốc công ty Long Sơn của tỉnh Đắk Nông, để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản, phá rừng. Theo đó, liên quan đến vụ nổ súng làm 3 người chết, 18 người bị thương, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu thập chứng cứ, thông tin để làm rõ việc công ty Long Sơn có hành vi san ủi cây trồng của nhiều hộ dân. Về diện tích rừng bị phá cũng như vấn đề tranh chấp đất đai, công ty Long Sơn đối với người dân, ông Tiến cho biết cơ quan công an đã làm việc với công ty, với chính quyền địa phương và người dân để củng cố hồ sơ điều tra. Trước đó, ngày 23 tháng 10, xảy ra vụ nổ súng tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, làm 3 người chết và 18 người bị thương. Vị trí nổ súng được xác định tại khu vực tranh chấp đất đai giữa người dân và doanh nghiệp. Nguyên nhân của vụ việc là do công ty Long Sơn đưa hàng chục bảo vệ cùng máy móc vào rừng, san ủi để thực hiện dự án nông lâm. Khu vực rừng này đang có tranh chấp đất đai, hàng trăm người dân đã tập trung ở đây để phản đối từ trước. Khi công ty Long Sơn đưa bảo vệ đến, đã bị người dân dùng súng đạn, hoa cải bắn làm 3 người tử vong. Chuyển sang thông tin kế tiếp, đình chỉ điều tra vụ án với ông Kim Quốc Hòa.
Nguồn tin của phóng viên cho biết, Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao đã mời ông Kim Quốc Hòa đến để trao đổi quyết định đình chỉ điều tra. Quyết định số 01/QĐ-VKSTC-V1 đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can Kim Quốc Hòa bị khởi tố theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự do ông Nguyễn Tố Toàn, Vụ trưởng Vụ 1, Thừa ủy quyền Kiểm soát Nhân dân tối cao ký ngày 21 tháng 12. Theo nội dung quyết định này, cơ quan tố tụng quyết định miễn trách nhiệm hình sự đối với nguyên tổng biên tập báo Người Cao Tuổi. Quyết định này nêu lý do đình chỉ điều tra vụ án là do xét thấy ông Kim Quốc Hòa đã nhận rõ được một số sai phạm trong quá trình công tác, được đảng và nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương, được tặng bằng khen của chính phủ và nhiều danh hiệu khác. Bên cạnh đó, ông Kim Quốc Hòa đã bị xử lý hành chính nghiêm khắc, mức độ sai phạm không còn nguy hiểm cho xã hội. Trước đó, đầu tháng 5 năm 2015, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã tống đạt lệnh khởi tố bị can đối với ông Kim Quốc Hòa để điều tra về việc lợi dụng quyền tự do, dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân, theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự. Cơ quan An ninh Điều tra cho rằng ông Kim Quốc Hòa đã có hành vi viết, duyệt cho đăng trên báo Người Cao Tuổi một số bài viết có nội dung sai sự thật, ảnh hưởng xấu đến uy tín của một số tổ chức cá nhân. Bộ Truyền thông Thông tin cũng có kết luận cuộc thanh tra tại báo này và xác định có 11 bài viết có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên chuyển hồ sơ sang cho Cơ quan An ninh Điều tra xem xét xử lý. Cụ thể, có 6 bài báo có dấu hiệu lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân. 5 bài báo có nội dung tiết lộ bí mật nhà nước và có dấu hiệu tiết lộ bí mật nhà nước. Ông Kim Quốc Hòa cũng bị các cơ quan tổ chức miễn nhiệm chức vụ tổng biên tập báo Người Cao Tuổi và thu thẻ nhà báo. Thông tin về việc truy tố nguyên chủ tịch Hội đồng Quản trị Ocean Bank Hà Văn Thắm. Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương và một số đơn vị liên quan. Truy tố bị can Hà Văn Thắm, nguyên chủ tịch Hội đồng Quản trị Ocean Bank và 46 bị can khác về các tội danh nêu trên. Trong số 47 bị can bị truy tố còn có một số bị can là lãnh đạo cao cấp của Ngân hàng Đại Dương như Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Minh Thu, Điều Nguyên Tổng Giám đốc và Nguyễn Văn Hoàng, Lê Thị Thu Thủy, Nguyên Phó Tổng Giám đốc và một số lãnh đạo hội sở, chi nhánh, phòng giao dịch của Ocean Bank. Cáo trạng xác định, trong quá trình hoạt động, Ocean Bank đã xảy ra nhiều vi phạm pháp luật, đặc biệt nghiêm trọng trong việc cho vay, huy động tiền gửi, chi lãi suất vượt trần, chi lãi suất ngoài hợp đồng, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Ngân hàng Đại Dương và các cổ đông. Nguyên nhân được cơ quan điều tra xác định là do hành vi vi phạm pháp luật của Hà Văn Thắm, ban lãnh đạo Ocean Bank qua các thời kỳ cùng lãnh đạo các chi nhánh, phòng giao dịch và một số đối tượng có liên quan. Cụ thể, từ tháng 11 năm 2012, với trách nhiệm là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Ngân hàng Đại Dương, ông Thắm đã chỉ đạo Nguyễn Văn Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đại Dương, giải quyết cho ông Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Xây dựng, vay hàng trăm tỷ đồng, dù ông Danh không đủ điều kiện vay vốn, không có tài sản đảm bảo, sử dụng vốn vay không đúng mục đích. Hành vi này của Thắm đã gây thiệt hại cho Ocean Bank. Hành vi này của Thắm đã gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Dương hơn 340 tỷ đồng. Bên cạnh đó, trong thời gian được Tập đoàn Dầu khí PVN cử sang Ocean Bank tham gia quản lý với chức vụ Tổng Giám đốc và là người đại diện góp phần vốn của PVN tại Ocean Bank, Thắm đã cùng một số đối tượng bàn bạc đề ra chủ trương thu thêm lãi suất vay tín dụng và chênh lệch tỷ giá dưới hình thức thu phí của khách hàng. Các cá nhân muốn được ngân hàng cho vay vốn hoặc bán ngoại tệ thì phải ký hợp đồng và nộp phí dịch vụ cho công ty cổ phần BSC do Thắm tự lập ra. Hành vi này của Thắm đã gây thiệt hại cho Ocean Bank gần 70 tỷ đồng. Cuối năm 2010, khi Nguyễn Xuân Sơn được điều chuyển bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc BVN,
Sơn đã kiến nghị với Thắm đề ra chủ trương về việc chi lãi suất huy động vốn vay ngoài hợp đồng cho khách hàng trên toàn hệ thống ngân hàng đại dương, gây thiệt hại cho ngân hàng đại dương hơn 1.500 tỷ đồng. Cáo trạng xác định không chỉ gây thiệt hại cho ngân hàng đại dương, mà hành vi của các bị cáo còn gây ảnh hưởng đến các chủ trương điều hành thị trường tiền tệ của ngân hàng nhà nước, ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách tiền tệ của chính phủ. Ngoài ra, 34 giám đốc chi nhánh của ngân hàng đại dương trên toàn quốc tiếp nhận và thực hiện chủ trương chi lãi huy động vốn vay ngoài hợp đồng là do Hà Văn Thắm đề ra. Cả 34 giám đốc này đều bị truy tố về các tội phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Cáo trạng xác định đến ngày 31 tháng 3 năm 2014, hành vi của Thắm và các đồng phạm dẫn đến nợ xấu của ngân hàng đại dương hơn 14.000 tỷ đồng. Ngày 6 tháng 5 năm 2015, Ngân hàng Nhà nước đã quyết định mua lại Ngân hàng Đại Dương với giá 0 đồng. Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã có quyết định tách hành vi gửi tiền vào Ngân hàng Đại Dương và nhận tiền lãi ngoài hợp đồng trái pháp luật có liên quan đến khách hàng để tiếp tục điều tra. Cơ quan Cảnh sát Điều tra cũng tiếp tục điều tra làm rõ vai trò, trách nhiệm của một số cá nhân tại Tập đoàn Dầu khí theo lời khai của các bị can. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Để cập nhật được những thông tin mới nhất, quý vị và các bạn có thể ấn subscribe và like kênh Báo Nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.